Bốn loại vũ khí mới của Mỹ sẽ xác định tư thế phòng thủ của ông Joe Biden. Dự đoán các ưu tiên quốc phòng của chính quyền mới, đặc biệt là chính quyền chưa nhậm chức, là một việc đầu tư đầy rủi ro. Mặc dù tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden có một thành tích lâu dài và khá thích hợp về an ninh quốc gia, nhưng hậu quả từ đại dịch toàn cầu và nền kinh tế bị gián đoạn có thể dẫn đến những thay đổi trong kế hoạch quân sự mà ít nhà quan sát mong đợi các loại vũ khí mới thường chịu gánh nặng của những thay đổi như vậy, bởi vì việc trì hoãn các chương trình chưa hoạt động sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, bài bình luận này nói về bốn chương trình vũ khí mới sẽ không ngừng hoạt động và có khả năng sẽ xác định thế phòng thủ của ông Joe Biden. Theo Forbes, không chương trình nào được liệt kê dưới đây đã có sản phẩm được biên chế, nhưng mỗi chương trình đều rất quan trọng đối với cách Joe Biden nói riêng và đảng viên đảng Dân Chủ nói chung, nghĩ về vấn đề quốc phòng. Thứ nhất là tàu ngầm hỏa tiễn đạn đạo lớp Columbia. Ngay từ những ngày đầu tiên ở Thượng viện, ông Joe Biden luôn là người tin tưởng vào khả năng răng đe hạt nhân. Đặc điểm chính trong chiến lược răng đe của Mỹ là thay vì cố gắng bảo vệ quốc gia trước cuộc tấn công hạt nhân của Nga hoặc Trung Cộng, Mỹ duy trì khả năng tung ra đòn trả đũa khủng khiếp, áp đảo chống lại bất kỳ kẻ xâm lược nào. Vì vậy, không có logic rõ ràng để các đối phương tiềm tàng phát động một cuộc tấn công chiến lược này yêu cầu một lực lượng trả đũa an toàn có thể sống sót sau bất kỳ cuộc tấn công nào và sau đó phản ứng theo cách tương ứng với hành động khiêu khích tàu ngầm mang hỏa tiễn đạn đạo là một trọng tâm của chiến lược này vì không giống như máy bay thả bom và hỏa tiễn đất đối không khi chúng đang tuần tra chúng không thể bị nhắm mục tiêu trong một cuộc tấn công bất ngờ Ngày nay, khoảng 2 phần 3 số đầu đạn trong kho vũ khí chiến lược của Mỹ được mang trên 14 tàu ngầm lớp Ohio. Tuy nhiên, những tàu ngầm này sẽ bắt đầu ngưng hoạt động vào cuối thập niên này, và lớp tàu ngầm hóa tiễn đạn đạo lớp Columbia đã được hình thành trong những năm thời ông Barack Obama làm tổng thống để thay thế chúng. Con tàu đầu tiên sẽ được giao cho Hải quân Hoa Kỳ bởi nhà thầu chính General Dynamics vào năm 2027 và thực hiện chuyến tuần tra răng đe đầu tiên vào năm 2031. Điều đó không có nghĩa là nó sẽ mang nhiều đầu đạn nhất. Để tuân thủ các thỏa thuận kiểm soát vũ khí, Colombia sẽ có 16 ống phóng hỏa tiễn đạn đạo tầm xa thay vì 24 ống của Ohio. Nhưng mỗi hỏa tiễn Defi do Lockheed Martin sản xuất sẽ mang nhiều đầu đạn, có thể nhắm các mục tiêu độc lập có khả năng tiêu diệt hầu như bất kỳ tài sản nào của đối phương. Đây là một biện pháp răng đe đáng gờm. Một tàu khu trục lớp Columbia duy nhất có thể phá hủy hầu hết các thành phố lớn ở Nga và Hải quân Mỹ sẽ có 12 tàu như vậy. Và không có khả năng Joe Biden sẽ trì hoãn hoặc giảm quy mô chương trình Columbia. Thứ hai, máy bay thả bom tầm xa B-21 Raider. Cũng giống như trên biển, không quân Mỹ cũng đang cần hiện đại hóa tất cả các máy bay thả bom hạng nặng trong lực lượng không quân Mỹ hiện tại sẽ dần mất khả năng xâm nhập vùng không gian được phòng thủ trong những năm tới và có một số mục tiêu không thể bị tiêu diệt từ bên ngoài không gian bằng hỏa tiễn hành trình phóng từ trên không. Máy bay B-21 cũng được hình thành dưới thời Obama sẽ thay thế cho các máy bay thả bom B-1 và B-2 với vai trò máy bay tấn công tầm xa, có khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới đặc tính của máy bay thả bom trong lực lượng răng đe là chúng có thể thu hồi hoặc nhắm mục tiêu lại sau khi phóng nếu hoàn cảnh cho phép điều đó là không khả thi đối với hỏa tiễn đạn đạo b 21 không chỉ là một biện pháp răng đe chiến lược mà nó còn là một máy bay thả bom thông thường có khả năng mang nhiều vũ khí thông minh sự kết hợp giữa kỹ nghệ có khả năng tàng hình và các hệ thống tác chiến điện tử nhanh nhẹn sẽ khiến cho nó gần như không thể bị theo dõi hoặc đánh chặn Raider là một phần của dòng hệ thống mà không quân đã phát triển cho các nhiệm vụ tấn công toàn cầu trong tương lai giống như kẻ đánh bom các phần khác của gia đình này là bí mật nhưng b21 mới là trung tâm và nó đóng một vai trò then chốt đối với hiệu quả tương lai của lực lượng chung trên toàn bộ các cuộc chiến ở đây cũng vậy không có khả năng ông joe biden sẽ thu hẹp quy mô chương trình nhiều khả năng joe biden sẽ tăng lực lượng mua theo kế hoạch B-21 là nòng cốt theo một cách khác. Chiếc máy bay dẫn đầu đang được lắp ráp bởi nhà thầu chính Northrop Grumman ở Palmdale, California. Sử dụng động cơ Pratt Whitney có nguồn gốc từ chiến đấu cơ F-35 đang sử dụng một loạt các kỹ thuật sản xuất tân tiến, bao gồm kỹ thuật số phát triển phần điều hành khác được sử dụng bởi máy tính linh hoạt và tạo mẫu nhanh. Do đó, các máy bay thả bom sẽ dễ dàng phù hợp với nỗ lực của chính quyền mới nhằm nhấn mạnh sự đổi mới trong chiến lược đầu tư quân sự của họ. Các kỹ thuật mới sẽ giảm đáng kể chi phí chế tạo và bảo trì cho mỗi máy bay thả bom. Thứ ba là trực thăng hải quân CX-35K King Stallion. Trong thế hệ trước, Thủy quân lục chiến Mỹ đã chuyển đổi ngành hàng không bằng cách giới thiệu máy bay cánh quạt nghiêng MV-22 Offspring và máy bay chiến đấu cất cánh thẳng đứng F-35B những chiếc máy bay này mang lại sự linh hoạt chưa từng có cho lực lượng mặt đất từ lâu, đã tự cho mình là lực lượng phản ứng đầu tiên của quân đội Mỹ. Kết hợp với căn cứ trên biển, chiếc máy bay này cho phép thủy quân lục chiến phản ứng nhanh chóng với các cuộc khủng hoảng ở hầu hết trên khắp thế giới. Một chiếc máy bay trực thăng chở hàng có khả năng nâng những chiến xa mới nhất 100 dặm từ tàu đổ bộ ở ngoài khơi vào vùng chiến sự. CX-35K King Stallion được nghiên cứu sản xuất dưới thời chính quyền Obama, đáp ứng yêu cầu này với máy bay trực thăng chở hàng có khả năng hoạt động tốt nhất trên thế giới. Nó không chỉ có thể nâng được nhiều hàng hóa hơn bất kỳ loại máy bay cánh quạt nào khác trong lịch sử, mà CX-35K còn rẻ hơn trong việc bảo trì và bảo vệ tốt hơn trước hỏa lực của đối phương so với các trực thăng mà nó thay thế. Giá trị của việc vận hành của mỗi chiếc máy bay như vậy sẽ tăng lên khi lực lượng thủy quân lục chiến có vị trí ngăn chặn sự xâm lược của Trung Cộng ở Tây Thái Bình Dương. Ngoài việc gia tăng quy mô hạm đội đổ bộ của mình, thủy quân lục chiến có kế hoạch di chuyển lực lượng giữa các đảo ngoài khơi của Trung Cộng theo cách mà Bắc Kinh không thể dễ dàng lần trước hoặc đối phó. Điều đó sẽ đòi hỏi phải nâng cấp vũ khí chống chiến hạm, phương tiện chiến thuật và nhiều vật liệu trong thời gian ngắn và một số mặt hàng này sẽ quá cồng kềnh để vận chuyển bằng các loại máy bay hiện có. Với bán kính chiến đấu là 130 dặm và hiệu suất cao trong điều kiện cao nóng, 200 chiếc CX-35K mà Thủy quân lục chiến có kế hoạch mua từ đơn vị Skorsky, Lockheed Martin sẽ là một thay đổi cuộc chơi và không chỉ ở Thái Bình Dương. Skorsky dự định sẽ bắt đầu giao máy bay sản xuất cho đoàn quân trong năm đầu tiên của Joe Biden nắm quyền, nâng cao hơn nữa tính hoạt động của lực lượng đổ bộ hàng đầu thế giới. Thứ tư, tàu chiến trên mặt nước và dưới biển không người lái. Đầu tháng này, một tàu nổi thử nghiệm được phát triển cho Hải quân Mỹ đã được hoàn thành sứ mệnh dài 5.400 dặm từ Gulf Coast đến California đi qua kênh đào Panama điều bất thường ở đây là gần như toàn bộ nhiệm vụ được tiến hành một cách tự động nghĩa là không có sự can thiệp của con người tàu thử nghiệm không người lái là một phần đầu tư mở rộng của hải quân mỹ vào các tàu mặt nước và tàu ngầm các nhà lãnh đạo hải quân đã quyết định rằng việc tăng cường sử dụng các hệ thống không người lái là cách duy nhất hợp lý để thực hiện tất cả các nhiệm vụ mà họ được giao trên khắp thế giới mặc dù các tàu chiến có người lái vẫn là tài sản chiến đấu cốt lõi của hải quân mỹ nhưng việc giải quyết tất cả các nhiệm vụ với tàu khu trục hoặc là tàu ngầm tấn công là không thực tế hải quân cần những phương tiện ít tốn kém hơn để hoàn thành những nhiệm vụ nguy hiểm hoặc là tẻ nhạt nhất như đặt mìn hoặc là kiếm tàu ngầm của đối phương và họ phát triển một dòng tàu không người lái có thể hoàn thành những nhiệm vụ đó một ngày nào đó Khái niệm này chắc chắn sẽ thu hút nhóm an ninh của Joe Biden có ý định đẩy nhanh sự đổi mới quân sự, giống như cách mà máy bay không người lái đã thu hút nhóm an ninh của Obama. Các tàu chiến không người lái có khả năng nhân rộng phạm vi bao phủ một lực lượng như vậy, với khoảng vay liên bang ở mức kỷ lục. Chính quyền Biden có động lực mạnh mẽ để theo đuổi các lựa chọn thay thế không người lái cho các khái niệm chiến đấu truyền thống.